Vừa qua, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đi vào vận hành thương mại sau hơn 5 năm thi công. Đây là một dự án quan trọng về dầu khí, góp phần to lớn vào đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia. Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn là công trình trọng điểm quốc gia có tổng số vốn đầu tư 9 tỷ đô la Mỹ, công suất lọc dầu theo thiết kế đạt khoảng 200.000 thùng một ngày, tương đương 10 triệu tấn một năm, sử dụng nguồn nguyên liệu dầu thô nhập khẩu từ Kuwait, KEC. Các nhà đầu tư góp phần vào dự án gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 25,1%, Công ty Dầu khí Quốc tế Kuwait 35,1%, Công ty Idemitsu Kosan Nhật Bản 35,1%, Công ty Hóa chất Mitsui Nhật Bản 4,7%. Các sản phẩm chính của liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn là khí hóa lỏng LPG, xăng RON 92-95, dầu diesel, dầu hỏa, nhiên liệu phản lực, nhựa polypropylene, paraxylene, benzen và lưu huỳnh. Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ đáp ứng được 40% thị trường nhiên liệu trong nước, đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng chục ngàn tỷ đồng một năm.